Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng việc được vận chuyển đất dư thừa trong quá trình thi công cải tạo nạo vét ao nuôi trồng thủy sản tại thôn Yên Thịnh, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thời gian qua, doanh nghiệp đã tự ý mua lại ruộng trăm dân, sau đó thì ngang nhiên khai thác cả ngày lẫn đêm, khiến cho hàng chục hecta đất sét bị đánh cắp, gây thất thu nguồn thuế. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Giờ 30 phút, tiếng máy cẩu, máy xúc phá nát bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Sự nhộn nhịp khẩn trương còn đến từ hàng chục chiếc xe tải trọng lớn nối đuôi nhau ra vào chở đất mang đi tiêu thụ. Điều lạ là từ điểm khai thác đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn, huyện Lục Nam chưa đầy 1 km nhưng không bị chính quyền hay lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra, xử lý. Theo tìm hiểu, đứng sau việc khai thác rầm rộ này là hai người đàn ông tên Khánh và tên Luyến. Mấy con ở dưới kia? Mấy xe. Trong góc đấy là của ai? Khi phát hiện có ống kính máy quay của phóng viên, hoạt động khai thác tự động dừng. Trước những điều bất thường trong việc khai thác khoáng sản, nhóm phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam và công an huyện Lục Nam ngay trong đêm. Dù cách hiện trường chỉ vài km, nhưng phải mất đến 2 tiếng, lực lượng công an huyện Lục Nam mới có mặt và khi đó, mọi phương tiện máy móc đã nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường. Thì có thông tin tin báo của các anh thì các anh tạo điều kiện cung cấp để anh em báo cáo lãnh đạo tổ chức xác minh xử lý nghiêm theo quy định. Chiếc xe bán tải này là của các chiến sĩ phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Bắc Giang. Nhưng không hiểu lý do vì sao, xe vào nơi diễn ra sự việc rồi nhanh chóng rời đi. Còn đại diện lãnh đạo xã Yên Sơn thì trả lời như không hề hay biết, dù doanh nghiệp đã khai thác rầm rộ suốt nhiều tháng qua. Bí thư trưởng thôn mà thấy thì những cái tình trạng mà khai thác hoặc chuyển hoặc là lấn chiếm đất đai mà không báo cáo kịp thời về xã, cấp xã thì trước tiên là cán bộ thôn phải chịu trách nhiệm trước xã, từ công an viên đến thôn đội trưởng đến bí thư chi bộ trưởng thôn. Cả một đại công trường rộng lớn với trữ lượng đất sét nhiều và hoạt động công khai rầm rộ cả ngày lẫn đêm, tại sao cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng lại không hề hay biết để xử lý? Đây là câu hỏi mà dư luận đặc biệt quan tâm. Nhằm kiểm soát tốt việc khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có chỉ thị số 09 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trên thực tế thì việc khai thác khoáng sản không phép, khai thác sai phép, không đảm bảo các yếu tố về môi trường, vi phạm về tải trọng, về hành lang an toàn giao thông và không thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước vẫn dễ dàng. Đây là những hình ảnh ghi nhận tại khu vực đường sắt thuộc km số 9 cộng 184 ga Bảo Sơn, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam. Mỗi ngày, hàng chục chuyến xe tải trọng lớn nối đuôi nhau từ mỏ băng qua đường sắt. Việc này cho thấy doanh nghiệp được cấp mỏ đã vi phạm nghiêm trọng luật đường sắt. Nhưng bản thân tôi nhìn thấy thì cũng có những cái đôi cái điểm mà khi mà vận chuyển đi qua cái đường tàu là nó sốc, nó rơi đất ra. Như thế nó có những cái nó tiềm ẩn là cái gây mất an toàn. Thì cái này thì tôi sẽ có ý kiến với chỗ bên quản lý đường sắt để cùng với địa phương để có những cái biện pháp với công ty. Còn tại khu rừng làng, thôn Chính Hạ, xã Làn Mẫu, huyện Lục Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã cấp phép cho công ty Đại Thành 1 hecta có thời hạn là 2 năm. Theo thông tin từ ngành chức năng của huyện, thì doanh nghiệp đã khai thác hết vị trí được cấp phép. Nhưng không hiểu tại sao hoạt động khai thác tại đây vẫn diễn ra như bình thường. Chúng tôi đã báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Ban huyện và tổ chức lực lượng về để kiểm tra tại thực địa. Thì tại khu vực này thì hiện nay là có không một doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thành được Ủy ban tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản là cái đất san lấp mặt bằng phục vụ các dự án trên bàn huyện Lục Nam. Thì cái kết quả kiểm tra sau chúng tôi sẽ thông tin cụ thể. Ngang nhiên vận chuyển đất ra nơi khác tiêu thụ, không có hệ thống camera giám sát, không lắp đặt trạm cân, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy,
chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính và chưa giải phóng mặt bằng là những gì đang diễn ra tại mỏ đất của công ty An Phát thuộc khu rừng Nghè và Đồi Mươi, thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam. Cái quan điểm của thôn từ lúc ban đầu thì chỉ lên giải nhắc nhở công ty là lên giải phóng mặt bằng sạch của tất cả các hộ dân có đất ở tại khu rừng Nghè đi vào khai thác thì nó sẽ tránh đến cái sự va vấp, tránh cái sự không thuận lợi cho công ty khai thác về sau. Những sai phạm đang diễn ra trên địa bàn huyện Lục Nam cho thấy tình trạng cấp phép một đằng nhưng doanh nghiệp lại làm một nẻo. Bên cạnh đó là sự giám sát lỏng lẻo của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản.